chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Diễn đàn Chính sách Tài khóa và Phát triển Việt Nam năm 2020. Bloomberg nhận định Việt Nam ít chịu tác động nhất của Covid-19. Tết cổ truyền của đồng bào Hà Nhì ở Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Lời khai của nữ chủ quán bạo hành nhân viên. Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, rủi ro bất định còn nhiều. Năm 2021, kinh tế thế giới được dự báo có mức tăng trưởng khá cao, có thể trên 5%. Song thách thức và khó khăn vẫn rất lớn. Do đó, những chính sách tạo điều kiện cho phát triển và đầu tư cần phải thông thoáng hơn. Đây là kiến nghị của các đại biểu tại Diễn đàn Kinh tế 2021, điểm tựa phục hồi phát triển kinh tế và doanh nghiệp được tổ chức mới đây tại Hà Nội. Đánh giá về xu hướng và hướng đi mới sau đại dịch Covid-19, các đại biểu cho rằng có 6 vấn đề cần lưu ý, gồm tác động không đồng đều của đại dịch, những cơ hội mới từ các nền tảng số, cơ hội từ phát triển hạ tầng năng lượng, cơ hội đầu tư vào ngành chăm sóc sức khỏe, cơ hội từ xu hướng sắp xếp lại chuỗi cung ứng toàn cầu, cơ hội từ sản xuất hàng hóa xuất khẩu, tận dụng từ EVFTA và RCEP. Còn vấn đề thu hút dòng vốn FDI, đây là động lực quan trọng, tạo điều kiện công ăn việc làm, tạo cơ hội để lao động trong nước tiếp cận được xu hướng, kỹ thuật công nghệ mới. Việt Nam có đón được đại bàng hay không còn do cơ chế và thể chế. Do đó các doanh nghiệp kiến nghị, khi đã ra chính sách thì cần thông thoáng từ cấp trên đến địa phương, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Còn bản thân các doanh nghiệp cũng cần tái cấu trúc để tận dụng lợi thế và quản trị rủi ro. Ngày 25 tháng 11, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách đã tổ chức Diễn đàn Chính sách Tài khóa và Phát triển Việt Nam năm 2020. Tại hội thảo, các diễn giả, các nhà khoa học, chuyên gia đã chia sẻ tầm nhìn về chính sách thuế đảm bảo tính công bằng để phát triển kinh tế bền vững. Hiện nay, chính sách tài khóa Việt Nam dựa trên thu chi ngân sách, quản lý ngân sách. Theo ý kiến nhiều chuyên gia, mục tiêu phát triển kinh tế Việt Nam và trên thế giới vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Điểm sáng là khống chế được dịch Covid-19, tuy nhiên Việt Nam vẫn chịu ảnh hưởng chung từ nền kinh tế thế giới như khó khăn về dịch vụ vận tải, du lịch, hàng không. Thời gian tới, Việt Nam cần có phương án cắt giảm chi tiêu hiệu quả, tìm nguồn thu bền vững hơn trong bối cảnh thuế trực thu đang chiếm tỷ trọng ngày càng thấp, đẩy nhanh tiến độ dự án thuế tài sản đưa vào chương trình làm luật của Quốc hội trong nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh đó, chính phủ nên cân nhắc chọn giải pháp tăng trần nợ công từ 4,99% GDP hiện nay lên tối đa 5,59% GDP để giảm áp lực thu được tiền bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Nếu lựa chọn chính sách tài khóa phù hợp trong điều kiện kinh tế hạn chế dịch bệnh thì đây sẽ là thời điểm vàng để Việt Nam tăng cường tiềm lực để từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp phụ trợ, máy móc công nghệ xuất khẩu. Ngày 25 tháng 11, Bộ Xây dựng phối hợp cùng các hiệp hội trong ngành xây dựng đã phối hợp tổ chức và khai mạc triển lãm Vietbuild Hà Nội 2020. Triển lãm Vietbuild năm nay có nội dung tập trung nhiều hơn vào các công nghệ, kiến trúc, vật liệu xây dựng xanh, bảo vệ môi trường, góp phần đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành xây dựng Việt Nam. Vietbuild là triển lãm định kỳ hàng năm của ngành xây dựng nhằm giới thiệu thành tựu, sự phát triển trên các lĩnh vực xây dựng công nghiệp, xây dựng dân dụng, vật liệu xây dựng, nội ngoại thất. Trong năm 2020, triển lãm quốc tế Vietbuild tại Hà Nội không chỉ là nơi trưng bày của các doanh nghiệp trong ngành xây dựng. Trong khuôn khổ của triển lãm còn diễn ra các hội thảo chuyên đề, trong đó có hội thảo về vật liệu xây dựng xanh. Theo đại diện ban tổ chức, các doanh nghiệp trong năm nay đã tập trung nhiều hơn vào khía cạnh bảo vệ môi trường, qua đó tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp đối với vấn đề tăng trưởng xanh và bền vững của ngành xây dựng. Một tin vui cho kinh tế Việt Nam nói chung và ngành nông nghiệp nói riêng, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang ở mức cao kỷ lục. Theo thống kê của Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Trong 10 tháng của năm, lượng gạo xuất khẩu của cả nước đạt trên 5,35 triệu tấn, thu về gần 2,64 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù giảm 2,8% về lượng nhưng lại tăng 9,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019. Trong danh sách thị trường tiềm năng về xuất khẩu gạo của Việt Nam, Philippines vẫn đứng đầu về kim ngạch, đạt trên 1,86 triệu tấn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự báo xuất khẩu gạo trong năm nay sẽ cán mốc trên 6 triệu tấn. Báo cáo từ các tập đoàn doanh nghiệp lớn trong cả nước cho thấy đơn hàng xuất khẩu gạo chất lượng cao sang thị trường EU nhờ hiệu ứng của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Châu Âu EVFTA còn tiếp tục gia tăng trong năm tới. Để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách dịp Tết Tân Sửu năm 2021, bắt đầu từ ngày 25 tháng 11, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam mở bán vé đợt 2 các ngày cao điểm trong dịp Tết trên tất cả các kênh. Một số đoàn tàu tuyến Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội ngược lại tiếp tục được mở bán vé là SE29, SE30 chạy từ ngày mùng 2 tháng 2 năm 2021 đến ngày mùng 10 tháng 2 năm 2021, tức là từ ngày 21 đến ngày 29 tháng Chạp. Và từ ngày 15 tháng 2 năm 2021 đến hết ngày 22 tháng 2 năm 2021, tức là từ ngày mùng 4 đến ngày 11 tháng Giêng. Tàu TN4 xuất phát Sài Gòn các ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 2 năm 2021, tức là ngày 25, 26 tháng Chạp, và tàu TN3 xuất phát Hà Nội các ngày mùng 8, mùng 9 tháng 2 năm 2021. Tàu SE24 xuất phát Sài Gòn các ngày 35, 79 tháng 2 năm 2021 và ngày 17, 19, 21 tháng 2 năm 2021. Tàu SE23 xuất phát Hà Nội các ngày từ ngày mùng 1, ngày mùng 3, mùng 5, mùng 7 tháng 2 năm 2021 và ngày 15, 17, 19, 21 tháng 2 năm 2021. Ngoài ra tuyến Thành phố Hồ Chí Minh đi Vinh và ngược lại có các đoàn tàu SE15, SE16 chạy từ ngày mùng 3 tháng 2 năm 2021 đến ngày mùng 9 tháng 2 năm 2021, tức là từ ngày 22 đến ngày 28 tháng Chạp, và từ ngày 15 tháng 2 năm 2021 đến hết ngày 21 tháng 2 năm 2021, tức là từ ngày mùng 4 đến mùng 10 tháng Giêng. Trước đây, tỉnh Bắc Giang được coi là một trong những vùng nghèo nhất Việt Nam, được biết đến với các hoạt động sản xuất nông nghiệp, vải và gia cầm. Tuy nhiên hiện nay, những bước phát triển mới trong phát triển công nghiệp, đặc biệt là thu hút đầu tư, đã góp phần tạo ra những đổi thay mạnh mẽ tại địa phương này. Sau khi xây dựng nhà máy đầu tiên tại tỉnh Bắc Giang, mới đầu năm nay, một tổ hợp nhà máy sản xuất thứ hai đã được doanh nghiệp này hoàn thành trong vòng 5 tháng trên diện tích 38 ha với tổng nguồn vốn là 180 triệu đô la Mỹ. Doanh nghiệp này là một trong những đối tác quan trọng trong chuỗi cung ứng của tập đoàn Apple. Với gần 300 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tại 6 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, hoạt động sản xuất công nghiệp của Bắc Giang đã ngày càng đóng góp tích cực vào diện mạo kinh tế của địa phương với mức đóng góp gần 3.000 tỷ đồng năm 2019. Thế ngoài đóng góp về cái giá trị sản xuất, đóng góp về cái giá trị gia tăng, đóng góp vào cái chuyển đổi kinh tế thì khu vực công nghiệp đã đóng góp quan trọng trong cái việc mà tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. Thế thì hiện nay các cái khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn đang tạo việc làm cho trên 110.000 lao động với cái mức thu nhập bình quân khoảng 6,5 triệu một người một tháng. Xác định tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, những năm gần đây, Bắc Giang đã rất nỗ lực trong nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường kinh doanh. Đặc biệt, để đón đầu sự dịch chuyển của làn sóng đầu tư sang Việt Nam hiệu quả, tỉnh đã có nhiều chiến lược quan trọng. Là chúng tôi điều chỉnh lại cái quy hoạch của tỉnh, xây dựng lại cái quy hoạch theo cái hướng là đưa Bắc Giang trở thành một cái trung tâm công nghiệp của cả nước. Đấy, và từ cái định hướng đấy thì chúng tôi đã dành ra một cái quỹ đất là khoảng 6.000 ha để thành lập thêm các cái khu công nghiệp mới. Và bên cạnh cái việc mà thành lập thêm các khu công nghiệp mới để có cái quỹ đất đón các làn sóng đầu tư thì chúng tôi đã triển khai các cái dự án kết nối về hạ tầng. Không chỉ nỗ lực trong việc chuẩn bị đội ngũ nhân lực có trình độ, cơ sở hạ tầng hoàn thiện, tỉnh đã ban hành kế hoạch cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh theo hướng rà soát, cắt giảm, tạo thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư. Nhờ đó, nhiều nhà đầu tư lớn đang có kế hoạch triển khai dự án tại địa phương này. Mới đây, trang báo Tài chính Bloomberg đã đưa tin nhận định Việt Nam chịu tác động ít nhất bởi đại dịch Covid-19 tại khu vực Đông Nam Á. Việt Nam là nền kinh tế chịu tác động ít nhất bởi đại dịch Covid-19 tại khu vực Đông Nam Á. Dựa trên dự báo từ nhiều nguồn khác nhau, Bloomberg tính toán và đưa ra con số bình quân cho thấy tăng trưởng GDP năm 2020 của Việt Nam được dự báo đạt 2,8%. Mức độ giảm dự báo này còn ít hơn so với các nền kinh tế khác tại Đông Nam Á. Ngoài ra, mức độ dự báo tăng trưởng 2,8% của kinh tế Việt Nam cũng cao hơn con số 2% dành cho kinh tế Trung Quốc. Các quốc gia Đông Nam Á có độ giảm dự báo tăng trưởng mạnh thứ nhì và thứ ba là Thái Lan với cú giảm 10,1% điểm và Malaysia với mức giảm 9,8 điểm phần trăm, trong khi Philippines xếp cuối bảng xếp hạng này. Sáng ngày 25 tháng 11, Ban chỉ đạo COVID-19 Hà Nội đã họp chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra phòng chống dịch, tuyệt đối không chủ quan với dịch bệnh. Hiện nguy cơ các ca dương tính được xác định là ở khu cách ly tại các cơ sở lưu trú khách sạn. Cho đến nay chưa xảy ra lây nhiễm từ các khu vực cách ly này. Ban chỉ đạo COVID-19 Hà Nội đề nghị Sở Du lịch, Sở Y tế tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch tại 17 khách sạn được lựa chọn làm điểm cách ly trên địa bàn. Tuần qua, các đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch cũng đã được tiến hành kiểm tra tại hầu hết các quận, huyện. Vấn đề còn tồn tại là nhiều người dân vẫn chủ quan khi không thực hiện đeo khẩu trang tại các nơi công cộng. Riêng quận Long Biên đã xử phạt hành chính hơn 4 triệu đồng, huyện Thanh Trì hơn 6 triệu đồng với một số trường hợp cố tình vi phạm. Thời gian tới, các quận, huyện, thị xã sẽ tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang nơi công cộng với mức phạt từ 1 đến 3 triệu đồng. Đồng bào dân tộc Hà Nhì ở huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu là một trong những cộng đồng đón Tết cổ truyền sớm nhất trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Tết của người Hà Nhì bắt đầu khi mùa màng đã kết thúc. Đây là lúc nông nhàn để mọi người nghỉ ngơi, vui chơi, thăm hỏi nhau sau một năm lao động miệt mài. Năm nay, đồng bào Hà Nhì ở các xã vùng cao biên giới Ca Lăng, Thù Lũng, Tá Bạ, Mù Cả của huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu đón Tết cổ truyền bắt đầu ngày 21 tháng 11, tức ngày 7 tháng 10 âm lịch. Ngày Tết hàng năm không ấn định cụ thể nhất định mà do các già làng trưởng bản bàn bạc và thống nhất để áp dụng cho từng năm. Khi mùa vụ đã xong, thóc lúa đã về nhà, mùa màng bội thu, chăn nuôi phát triển, có đủ điều kiện để ăn Tết vui vẻ. Tết đến thì người Hà Nhì chúng tôi sẽ mổ lợn, làm bánh dày. Mọi người quây quần bên nhau, ăn uống vui vẻ để kết thúc một năm làm việc vất vả. Ngày Tết của đồng bào dân tộc Hà Nhì bắt đầu từ ngày Thìn đầu tiên hoặc giữa tháng Âm, kéo dài trong 12 ngày và không kéo dài sang tháng thứ hai. Tuy vậy, ngày Tết Hà Nhì chỉ tập trung trong 5 ngày đầu. Những ngày còn lại vui chơi, nghỉ ngơi và chờ đến đúng ngày Thìn kế sau để cúng tổ tiên, báo cáo bước sang mùa vụ mới. Mọi nhà đều mổ lợn, gói bánh dày, làm bánh trôi ăn Tết với nhiều phong tục cầu kỳ, cùng với những lễ hội độc đáo mang đậm giá trị bản sắc văn hóa dân tộc. Đối với những hộ dân mà không có điều kiện ăn Tết thì sẽ có các chính sách hỗ trợ để đảm bảo cho mỗi người dân Hà Nhì đều có điều kiện để đón Tết đầm ấm và dịp Tết cổ truyền của người Hà Nhì. Những năm qua, đời sống của đồng bào dân tộc Hà Nhì ngày càng được cải thiện, đường xá đi lại thuận tiện, nhà cửa được xây dựng khang trang, đời sống ổn định và từng bước được nâng cao, giúp nhà nào cũng đủ điều kiện duy trì đón Tết cổ truyền và khôi phục nhiều hoạt động lễ hội và phong tục đặc sắc của dân tộc mình. Trước sự phát triển của công nghệ, những nhu cầu vật chất hiện đại với đời sống của đại bộ phận công chúng, đặc biệt là giới trẻ, nhiều loại hình nghệ thuật và cách thức giải trí cũng từ đó mà ra đời. Điều đó khiến cho văn hóa nghệ thuật dân gian truyền thống có phần bị lấn áp. Từ thực tế này, các sinh viên của Đại học Văn hóa Hà Nội đã có một hướng đi mới để bảo tồn, phát triển những giá trị nghệ thuật quần chúng, đem nghệ thuật quần chúng đến gần hơn với các bạn trẻ, với cộng đồng. Không gian đặc sắc của một làng quê Bắc Bộ. Thoáng nhìn thấy sân khấu này thì chắc hẳn ai cũng ngỡ như mình đang ở trong một trung tâm biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. Nhưng đây là một sản phẩm hoàn toàn do các sinh viên trường Đại học Văn hóa Hà Nội thực hiện. Những loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống như chèo, quan họ, múa con đĩ đánh bồng, hát chống quân đều tề tựu trong sự kiện mang tên gọi Chiếu hội Sân Đình. Những loại hình diễn sướng tưởng chừng như nằm ngoài sự quan tâm của các bạn trẻ hiện nay, ở đây lại do chính những sinh viên trẻ tổ chức thực hiện. Đối với em ấy là một cái người mà có một tình yêu rất là lớn, thiêng liêng đối với giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Và đặc biệt những giá trị đó mà cha ông ta đã đúc kết ngàn đời nay. Với tâm niệm đó là chúng em để làm sao để bảo tồn, phát huy. Và để mà khi mà chúng em đã bảo tồn, phát huy được rồi thì chúng em phải lan tỏa được cái hình ảnh đó. Và cái bước đầu tiên của chúng em đó là một sự kiện Chiếu hội Sân Đình, nơi phục dựng lại những cái giá trị văn hóa của cha ông đó. Đó là cái cách thức đầu tiên để chúng em lan tỏa tình yêu, mà mục đích lớn nhất đó là hướng tới mọi người và đặc biệt là giới trẻ, để họ tiếp nhận một cách mới mẻ nhất, dễ nhất và để mà truyền đời bảo lưu cho các thế hệ mai sau. Đó là cái nhiệm vụ trách nhiệm của bọn em. Trong cái xu thế đất nước đang phát triển, toàn cầu hóa văn hóa, một nền kinh tế thị trường, nó có thể nói là lớp trẻ họ có rất nhiều lựa chọn về văn hóa. Nhưng lớp trẻ bây giờ họ tìm đến nghệ thuật truyền thống dân tộc, nhất là tuồng, chèo, thì là một tín hiệu rất đáng mừng. Vì những gì mang giá trị đích thực thì tự nó sẽ có sức mạnh để trường tồn. Những tích diễn nghệ nhân dân gian vốn vẫn quen thuộc trong tâm trí của mọi người là cần có không gian tương ứng để thể hiện. Thì nay qua chiếu hội Sân Đình, nghệ thuật dân gian rất gần với người xem. Đây là sự nỗ lực cũng như tinh thần sáng tạo của chính các bạn sinh viên. Nay thì sinh viên có cái sự năng động hơn, hòa nhập cùng với cả cái sự năng động của xã hội, đặc biệt là cái bộ môn tổ chức sự kiện. Đến nay thì cả nước nói chung và đặc biệt là ngành du lịch nói chung thì du lịch nó không chỉ là cái hoạt động du lịch thông thường như trước đây nữa, mà bao giờ cũng gắn với cả những cái sự kiện bổ trợ để làm tăng thêm cái tính hấp dẫn cho chuyến đi. Chính vì vậy mà sinh viên cũng bắt nhịp rất là tốt theo cái xu hướng đó và được sự dạy dỗ của các thầy cô. Và đây chính là một cái bài tập môn, điều đó thể hiện là các em sinh viên phải có cái sự hướng dẫn rất là tỉ mỉ của thầy cô, cộng thêm với sự nỗ lực kêu gọi tài trợ và cái khả năng tổ chức công việc rất là tốt của các em. Khi sự băn khoăn về công tác bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống của nghệ thuật dân gian như chèo, tuồng tới công chúng vẫn còn, thì những sự kiện như chiếu hội Sân Đình của sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội là minh chứng rõ ràng rằng tuổi trẻ không quay lưng lại với truyền thống, giá trị văn hóa truyền thống luôn có đất để thể hiện nếu được quan tâm đúng cách cùng tình yêu đích thực. Vụ việc nữ chủ quán Nguyễn Thị Ánh Tuyết sinh năm 1986, quê quán tại xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi có biểu hiện bạo hành nhân viên trong quán đã gây bức xúc trong cộng đồng thời gian qua. Ngay sau khi xuất hiện vụ việc, Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã triệu tập và ra lệnh tạm giữ khẩn cấp đối với Tuyết để điều tra về vụ việc. Đây là những hình ảnh được ghi lại trên cơ thể Trương Quang Duy, quê tại tỉnh Quảng Ngãi, là nhân viên trong quán. Mới 14 tuổi, do hoàn cảnh khó khăn, Duy phải nghỉ học mưu sinh, nhưng vừa đi làm 2 tháng, cháu đã chịu cảnh đòn roi từ chủ quán 1 tháng nay. Đến nay, cháu vẫn rất hoảng hốt. Kéo, con làm sao đánh à? Bị đánh đau chứ không được trả tiền. Lấy nước sôi anh vô. Tại buổi làm việc với Công an huyện Yên Phong, anh Võ Văn Đức, 21 tuổi, quê ở huyện Nghĩa Tư, tỉnh Quảng Ngãi, nhân viên làm việc cùng Duy cho biết, cũng bị đánh đến mức gãy ngón chân, xây xát khắp cơ thể. Cách đây 2 tháng thì có em Duy ra, bắt đầu là hai anh em là bị đánh đập từ ngày. Ngày nào cũng đánh, mà đánh như là em bọn em không có làm việc nhanh nhẹn, với lại là không có sắp xếp được công việc, mà thường hay bị đánh. Mỗi lần đánh là một lần đau là bạn làm không nổi, bạn làm không nổi là bạn còn đánh. Liên quan đến vụ việc, Công an huyện Yên Phong đã nhanh chóng làm rõ và ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Ánh Tuyết về hành vi hành hạ người khác. Tại cơ quan công an, Tuyết đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Kêu cháu đi ra phía sau làm, cháu lại không làm, cháu chống đối lại, cháu nói là cô chú nói là mấy giờ đến khi nào xong việc thì thôi. Em mới nói là làm lẹ lên, xong rồi cháu cứ giận vậy. Em mới dùng cái cây nhựa, cái cây ống nước em quấn vô lưng, vô tay ạ. Rồi xong rồi em lấy, cháu cũng không nghe luôn. Em bức xúc quá, em mới vào trong, em lấy cái chày đâm tiêu. Em mới kêu, nè muốn đau không nè, cô đánh cho mày nhớ nè. Rồi em kêu cháu bỏ hai cái tay xuống đất, em đánh vô hai cái tay, hai cái bàn tay, xong rồi dùng chày đâm tiêu ạ. Chày đâm tiêu bằng gì? Cái đó là bằng đá đó, bằng đá. Cháu không nói không năng gì hết trơn. Em mới lấy cái dùng cái cây cọ để chà nhà vệ sinh đó. Em có đánh, em có lấy cái đầu nhọn, đầu phía kia em lỡ em chọt vô con mắt, em lỡ chọt nhẹ thôi. Xong rồi em chọt vô cái bình tay. Và xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an huyện đã kịp thời báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh để chỉ đạo, đồng thời tiến hành các biện pháp điều tra để làm rõ. Để có lịch trình điều tra thì chúng tôi xác định đối tượng Nguyễn Thị Ánh Tuyết là chủ quán cả bánh xèo miền Trung, là đối tượng hành hạ cháu Duy bằng những cái vật dụng sinh hoạt hàng ngày trong bếp để gây thương tích lên cơ thể của cháu Duy. Thì chúng tôi xác định là đây là những hành vi nghiêm trọng xâm hại tính mạng sức khỏe của người khác. Do vậy, chúng tôi tiến hành điều tra khẩn trương để nhanh chóng đưa ra truy tố trước pháp luật, chấn an dư luận cũng như là làm gương cho những đối tượng khác. Không chỉ có những hành vi hành hạ nhân viên trong quán, Tuyết còn bắt các em làm việc từ 8 giờ sáng hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau, bắt ngủ dưới đất, cho ăn đồ thừa của khách. Những hành vi trên cần được xử lý bằng bản án nghiêm khắc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.